lịch sử của Việt Nam chúng ta. Đi lại một chặng đường lịch sử Việt Nam của chúng ta thời nhà Lý. Kính mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trích đoạn Nguyễn Trãi, Rã Ngọt Côn Sơn với phần trình diễn của anh Dương Linh và Phương Hồng Phượng đến từ Đà Lạt thưa quý vị. Thank you.
chúng ta sẽ có một người may mắn mang TV về nhà trong buổi chiều hôm nay. TV trị giá 700 đồng thưa quý vị, quý vị chỉ cần bỏ ra 5 đồng thôi thì chúng ta có thể được may mắn trúng cái TV đó đem về. Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị nam nghệ sĩ Ngân Châu sẽ đến với chúng ta trong chức đoạn Máu Người Sông Chùa. Cái tổng viên tôi muốn thức sau đây. Thank you.
nghệ sĩ Nam Châu. Kính thưa quý vị, tối đêm qua Đình Huy đã đi dự một đám cưới của thằng bạn. Thì buổi sáng đó, nó đã gọi lại đến Đình Huy để kể như thế này. Nói nó tối hôm qua đó, trước khi mà động phòng đó, tao nói với con nhỏ tao như thế này, là tao hứa là anh không bao giờ phụ em đâu. Thì cô dâu rất là tươi cười mừng nói, trời ơi, vậy là suốt đời mình gửi thăm cho đúng người rồi. Rồi cái sáng hôm đó, cô dâu ở trong bếp lo đồ ăn sáng rồi kia, nói anh ơi, vô đây giúp giùm em một tay đi. Thì thằng bạn mới nói, em ơi, em quên là tối đêm qua anh nói gì sao, anh không bao giờ phụ em đâu nhé. Thưa quý vị, để tiếp đón chương trình, chúng tôi xin mời nghệ sĩ Vũ Hùng qua bài giọng cổ Rạng Ô Môi.